Lại nữa, giải thoát gọi là pháp vô lượng, như mỗi chúng sanh có nhiều nghiệp báo, giải thoát cũng thế, có vô lượng báo. Vô lượng báo tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là rộng lớn, ví như biển cả rộng lớn không gì sánh bằng, giải thoát cũng thế, rộng lớn không gì sánh bằng. Không gì sánh bằng tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là cao trỗi hơn hết, ví như hư không là cao nhất, không gì sánh bằng, giải thoát cũng thế, cao trỗi hơn hết không gì sánh bằng. Cao trỗi hơn hết không gì sánh bằng tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể vượt qua, ví như nơi ở của sư tử thì hết thảy các loài thú không còn nào có thể vượt qua. Giải thoát cũng thế, không ai có thể vượt qua, không thể vượt qua tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không còn gì trên nữa, ví như trong các phương, phương Bắc là trên hết. Giải thoát cũng thế, không còn gì trên nữa, không còn gì trên nữa tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là trên cả bậc cao nhất, ví như phương Bắc đối với phương Đông là trên cả bậc cao nhất. Giải thoát cũng thế, không còn có bậc nào trên nữa, không còn có bậc nào cao hơn nữa tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là pháp thường còn, ví như loài người và chư thiên thì thân thể đã hư hoại và mạng sống dứt rồi thì gọi là thường còn, chẳng phải không thường còn. Giải thoát cũng thế, chẳng phải không thường còn, chẳng phải không thường còn tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chắc thật, ví như những cây khư đà la trên đàn trầm thủy, tánh vốn chắc thật. Giải thoát cũng thế, tánh vốn chắc thật, tánh chắc thật tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng trống không, ví như các loài tre sậy trong ruột trống rỗng, giải thoát chẳng phải như thế, vậy nên biết rằng giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể bám víu, ví như vách tường chưa quét vôi thì muỗi mỏng bu đậu bám vào trên đó, nếu quét vôi và sơn vẽ lên rồi, chúng nghe mùi vôi và sơn thì không thể bám vào đó, không thể bám víu là ví như giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có giới hạn, ví như làng xóm mỗi nơi đều có ranh giới bao quanh, giải thoát chẳng phải như thế, ví như hư không chẳng có ranh giới, giải thoát cũng thế, không có giới hạn, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể thấy, ví như giữa hư không dấu chân chim khó thấy, việc khó thấy như vậy ví như giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là rất sâu xa, vì sao vậy? Đó là chỗ mà hàng thanh văn duyên giác không thể vào được, không thể vào được tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, rất sâu xa tức là chỗ mà chư Phật Bồ Tát đều cung kính, ví như một người còn hiếu nhờ cung kính phụng dưỡng cha mẹ nên được công đức rất sâu xa. Công đức rất sâu xa là ví như giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể thấy, ví như người ta không thể thấy đỉnh đầu của mình, giải thoát cũng thế, đó là chỗ mà hàng thanh văn duyên giác không thể thấy được, không thể thấy được tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có nhà cửa, ví như giữa hư không chẳng có nhà cửa, giải thoát cũng thế, nói nhà cửa là ví như 25 cảnh giới hiện hữu, không có nhà cửa là ví như giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể nắm bắt, ví như trái à mà lặc, người ta có thể nắm lấy được, giải thoát không như thế, không ai nắm bắt được, không thể nắm bắt tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể cầm giữ, ví như vật ảo hóa không thể cầm giữ được, giải thoát cũng thế, không thể cầm giữ được, không thể cầm giữ tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có thân thể, ví như có người từ nơi thân thể sanh ra các thứ ghẻ chốc, phung củi, ung thư, điên cuồng, khô héo, trong giải thoát chân thật không có những bệnh như vậy, không có những bệnh như vậy là ví như giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chỉ có một vị, ví như sữa chỉ có một vị, giải thoát cũng thế, chỉ có một vị, chỉ có một vị tức là giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là trong sạch, ví như nước không có bùn dơ, lắng yên trong sạch, giải thoát cũng thế, lắng yên trong sạch
lắng yên trong sạch, tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chỉ có một vị. Ví như mưa giữa không trung, chỉ có một vị trong sạch. Một vị trong sạch là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là trừ bỏ hết. Ví như đêm trăng tròn không có mây che khuất. Giải thoát cũng thế, không có mây che khuất. Không có mây che khuất tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là vắng lặng yên tĩnh. Ví như có người trừ dứt bệnh nóng, thân thể được vắng lặng yên tĩnh. Giải thoát cũng thế, thân được vắng lặng yên tĩnh. Thân được vắng lặng yên tĩnh tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát tức là bình đẳng. Ví như ở nơi đồng hoang, những loài rắn độc, chuột, chó sói đều có tâm giết hại. Giải thoát chẳng phải như thế, không hề có tâm giết hại. Không có tâm giết hại tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, bình đẳng là ví như cha mẹ lòng luôn bình đẳng đối với các con. Giải thoát cũng thế, lòng luôn bình đẳng. Lòng bình đẳng tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có nơi nào khác. Ví như có người chỉ ở nơi nhà cửa cao đẹp sạch sẽ, không còn có nơi nào khác. Giải thoát cũng thế, không có nơi nào khác. Không có nơi nào khác tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là biết đủ. Ví như người đói gặp bữa cơm ngon thì ăn chẳng muốn thôi. Giải thoát chẳng phải như thế. Như ăn cháo sữa rồi thì chẳng cần ăn thêm gì nữa. Chẳng cần thêm gì nữa là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là dứt hẳn. Ví như người bị trói, cắt đứt dây trói thì được thoát ra. Giải thoát cũng thế, dứt hẳn tất cả sự trói buộc của lòng nghi ngờ. Dứt hẳn lòng nghi như vậy tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là đến bờ bên kia. Ví như một con sông lớn có bờ bên này và bờ bên kia. Giải thoát chẳng phải như thế. Tuy không có bờ bên này nhưng có bờ bên kia. Có bờ bên kia tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là vắng lặng tự nhiên. Ví như biển cả, nước lớn, mênh mông, có nhiều loại tiếng ồn. Giải thoát chẳng phải như thế. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là vị ngon lạ. Ví như trong các món thuốc có lẫn vị hai lên lặc thì phải bị đắng. Giải thoát chẳng phải như thế. Có vị nhất chất cam lộ. Ví như cam lộ là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là dứt trừ phiền não. Ví như một vị lương y pha trộn các vị thuốc khéo trị các chứng bệnh. Giải thoát cũng thế, có thể dứt trừ phiền não. Dứt trừ phiền não tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không chật hẹp. Ví như nhà nhỏ không chứa được nhiều người. Giải thoát chẳng phải như thế, dung chứa được rất nhiều. Dung chứa rất nhiều tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là dứt trừ ái luyến, không còn lẫn sự dâm dục. Ví như người nữ có nhiều ái dục. Giải thoát chẳng phải như thế. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai chẳng hề có những sự trói buộc bởi tham dục, sân khỏe, ngu si, kiêu mạn. Lại nữa, giải thoát gọi là không có lòng ái luyến. Ái luyến có hai loại. Một là lòng ái luyến của loài ngạ quỷ. Hai là lòng ái luyến đối với Pháp. Bậc giải thoát chân thật lìa xa lòng ái luyến của loài ngạ quỷ. Vì thương xót chúng sanh nên có lòng ái luyến đối với Pháp. Có lòng ái luyến đối với Pháp tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là lìa bỏ cái ta và vật của ta. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát tức là dứt hết, lìa bỏ sự tham lam. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát tức là che chở cứu giúp, có thể cứu giúp tất cả những kẻ sợ sệt. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát tức là chỗ quay về. Như đã quay về nương tựa bậc giải thoát như vậy thì chẳng cần nương tựa nơi nào khác nữa. Ví như có người nương tựa với vua thì chẳng cần nương tựa ai khác. Tuy vậy, nương tựa với vua còn có sự biến động thay đổi, còn nương tựa bậc giải thoát thì không có sự biến động thay đổi. Không có sự biến động thay đổi tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát gọi là nhà cửa.
Ví như có người đi vào chốn đồng hoang, ắt gặp nạn hiểm, giải thoát chẳng phải như thế. Không có nạn hiểm, không có nạn hiểm tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là không có sự sợ sệt. Ví như Chúa xử tử đối với cả trăm loài thú cũng không hề sợ sệt. Giải thoát cũng thế, đối với chúng ma không hề sợ sệt. Không sợ sệt tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát tức là không chật hẹp. Ví như có con đường nhỏ hẹp, thậm chí không đủ chỗ để hai người cùng đi ngang nhau. Giải thoát chẳng phải như thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nói không chật hẹp, ví như có người vì sợ cọp lại rơi xuống giếng, giải thoát chẳng như thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, không chật hẹp là ví như giữa biển cả mà bỏ thuyền nhỏ, được thuyền lớn vững chắc, dùng để vượt biển đến xứ an ổn, lòng được vui thích. Giải thoát cũng thế, trong lòng được vui thích. Được vui thích tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát nghĩa là dẹp bỏ các nhân duyên. Ví như có người nhờ có sữa mà làm được kem sữa, nhờ có kem sữa mà làm được bơ, nhờ có bơ lại làm được món đề hồ. Trong sự giải thoát không có những nhân tiếp nối như vậy. Không có nhân như vậy tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát có thể khuất phục được sự kiêu căng ngạo mạn. Ví như vị vua lớn kiêu căng ngạo mạn với các vua nhỏ. Giải thoát không phải như thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát là khuất phục sự buông thả lười nhác. Buông thả lười nhác, ắt có nhiều ham muốn. Trong giải thoát chân thật, chẳng có những tên gọi ấy. Chẳng có những tên gọi ấy tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát có thể dứt trừ vô minh. Ví như dùng loại bơ sữa tốt nhất, loại bỏ hết những cặn cáu mới được đề hồ, giải thoát cũng thế. Trừ được cặn cáu là vô minh hiện ra sự sáng suốt chân thật. Sự sáng suốt chân thật đó tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là vắng lặng yên tĩnh, thuần nhất chẳng phân chia. Ví như con voi giữa đồng hoang chỉ sống một mình không có bạn. Giải thoát cũng thế, duy nhất chẳng phân chia. Duy nhất chẳng phân chia tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chắc thật. Ví như thân cây tre, sậy, tỉ ma đều rỗng ruột, nhưng măng non lại chắc đặc không rỗng. Trừ ra Phật Như Lai, các hàng trời người đều không chắc thật. Giải thoát chân thật để ra tất cả những cảnh hiện hữu lưu truyền không bền. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là có thể hiểu rõ thêm phần lợi ích cho mình. Giải thoát chân thật là như vậy, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là buông bỏ những cảnh giới hiện hữu. Ví như có người ăn xong rồi nôn ra, giải thoát cũng như thế. Buông bỏ những cảnh giới hiện hữu, buông bỏ những cảnh giới hiện hữu tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là quyết định. Ví như Hương Hoa Bà Sư nhất định là không có trong hòa thất diệp, giải thoát cũng như thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chất nước. Ví như chất nước hơn hẳn trong bốn đại, có thể làm tươi nhuận hạt giống hết thảy các loại cây cỏ, giải thoát cũng thế, có thể làm tươi nhuận hết thảy những loài có mạng sống, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là nhập vào. Ví như nhà có cửa ngõ, ắt thông với đường đi. Lại như xứ có vàng, ắt có thể lấy được vàng, giải thoát cũng thế. Cũng như cửa ngõ kia, người tu pháp vô ngã, ắt là vào được lẽ ấy, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là tốt lành. Ví như người đệ tử theo thầy hậu hạ, khéo vâng theo lời dạy, đó gọi là tốt lành, giải thoát cũng thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là pháp xuất thế. Đối với tất cả pháp, pháp ấy là cao trỗi hơn hết. Như trong các mùi vị của bơ sữa là hơn hết, giải thoát cũng thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng lay động. Ví như ở cửa buồng trong không có gió lay động, giải thoát chân thật cũng thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có sóng nước. Ví như nơi biển cả nước dậy thành sóng, giải thoát chẳng phải như thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát ví như cung điện, giải thoát cũng như thế, nên biết rằng giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chỗ dùng. Ví như vàng diêm phù đàm có thể dùng vào nhiều việc, không ai có thể nói được chỗ xấu giờ của loại vàng này.
Giải thoát cũng thế, không có chỗ xấu ác. Không có chỗ xấu ác tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là buông bỏ hết những hành vi trẻ con. Ví như người trưởng thành thì bỏ hết những nét trẻ con. Giải thoát cũng thế, trừ bỏ năm ấm. Trừ bỏ năm ấm tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chỗ rốt ráo sau cùng. Ví như người bị trói, khi được mở trói liền tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà. Giải thoát cũng thế, rốt ráo trở nên thanh tịnh. Rốt ráo thanh tịnh tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là niềm vui không tạo tác. Vui không tạo tác là vì đã nôn ra hết những tham dục sân khỏe, ngu si. Ví như có người uống phải nọc độc của rắn, muốn trừ chất độc ấy, phải dùng thuốc gây nôn. Khi nôn rồi, nọc đã ra hết thì thân thể được an vui. Giải thoát cũng thế, nôn ra nọc độc là các phiền não trói buộc, thân được an vui. Đó gọi là niềm vui không tạo tác. Vui không tạo tác tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai.